hãy cùng Huyền My uống Dr. Thanh Thông Đường để thanh lọc bên trong, tươi tắn bên ngoài, lại còn giữ dáng. Said we're moving at a comfortable pace. You said you're doing it right, yeah, you're doing it right. But I still feel like we're in the same place. Are we doing it right? Are we doing it right? You know, everyone has their own two cents. Everyone has a different idea. Xin chào Hoa Khôi Sinh viên Việt Nam 2017. Doing it right. You make me melt like ice cream. Wake me up from this daydream. 55 gương mặt xinh đẹp, 55 cá tính nổi bật và 55 màn trình diễn sống động, hấp dẫn, đầy màu sắc là màn thể hiện tài năng của các thí sinh xuất hiện trong bán kết Hoa Khôi Sinh viên Việt Nam 2017 diễn ra tại Học viện Thanh Thiếu Niên Hà Nội ngày 27 tháng 11 năm 2017. Các em đã thể hiện đúng bản chất sinh viên, những tài năng của sinh viên nó rất khác với tài năng của các tầng lớp người khác trong xã hội. Sau khi qua vòng sơ khảo với nhiều bỡ ngỡ và đôi khi còn lúng túng thì phải nói thật là hôm nay rất nhiều em bật hẳn lên và ban giám khảo nhìn lại các em điểm ở vòng sơ khảo và cho đến ngày hôm nay thì thấy rất là nhiều em có sự thay đổi, một bước tiến khá lớn. Chúng tôi đang cảm thấy rất là hào hứng và cảm thấy rất là mừng sau vòng thi ngày hôm nay. Bởi vì các bạn đã mang đến những tiết mục tài năng có thể nói rằng là rất đa dạng, rất nhiều màu sắc. Chúng tôi nghĩ rằng là đây là một điều rất khuyến khích các em để các em có một cái sân khấu được thể hiện cái tài năng của mình và được mọi người biết đến và công nhận tài năng. Từ phần thi tài năng, những cô gái xinh đẹp đã thể hiện nét duyên dáng, dịu dàng của người con gái Bắc trong tà áo dài. Màn trình diễn Hoa Khôi Áo Dài là phần trình diễn sau cùng, khép lại vòng thi bán kết. Tài năng và xuất sắc nhất đã được lựa chọn. Hãy cùng đón chờ hành trình tỏa sáng của họ tại chung kết Hoa Khôi Sinh viên Việt Nam 2017. Phải thức khuya mà lại thích ăn đồ cay nóng, sợ ngoại hình kém tươi, ngọt tự nhiên, luôn tươi tắn, dáng lại xinh. Mấy bạn quá khen, mình khen Dr. Thanh Không Đường mà. Bí quyết Dr. Thanh Không Đường của Mi bị lộ rồi à? Ngon tuyệt, ngọt tự nhiên từ thảo mộc giúp thanh lọc bên trong, tươi tắn bên ngoài, lại còn giữ dáng. Mi không thể thiếu Dr. Thanh Không Đường. Thiếu ghê vậy đó. Hãy cùng Huyền Mi uống Dr. Thanh Không Đường để thanh lọc bên trong, tươi tắn bên ngoài, lại còn giữ dáng. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.